Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Và buổi tối ngày hôm nay là ngày 24 tháng 6 thì Xuân Đình đang tiếp tục được phục vụ quý vị với những cái sản phẩm mới về. Trong clip này thì Xuân Đình sẽ báo giá cho quý vị hai cái cặp loa. Phải nói là rất chi là chất lượng. Một là cặp Bose 363 đang hiển thị tại trước màn hình của quý vị. Cặp Bose này là cặp Bose chuyên phục vụ cho anh em nghe nhạc, thiết kế thì cực kỳ là sang trọng. Và nhìn thì nếu như các bác bày ở phòng khách thì nhìn cái cực kỳ là đẹp luôn. Bố này là chuyên phục vụ nghe nhạc quý vị nhé. Bên cạnh đó thì là một cái cặp cây Evan, nó có model là Heritage, cũng là dòng thương hiệu đến từ Mỹ, chất âm cũng rất là tuyệt vời. Thì Xuân Đình thì đang để e căng để quay cho quý vị. Rồi sau đây thì Xuân Đình sẽ mở e căng và quay chi tiết cũng như báo giá cho quý vị từng sản phẩm. Trước khi báo giá sản phẩm thì Xuân Đình lại phải đánh giá chiếc Pioneer PN7900 đây. Là một trong những chiếc Pioneer cỏ của hãng Pioneer, chất âm rất là tuyệt vời. Nó trị được khá là nhiều loa khó tính, kể cả như hai cặp loa mà Xuân Đình đang quay đây. Cái mức giá của cặp loa này thì nó gấp mấy lần chiếc Pioneer kia. Nhưng ngược lại thì cái chiếc Pioneer rất là bình dân kia thì lại đánh rất tốt với những cái cặp loa như thế này. Đây là đang đánh, Xuân Đình thì đang ghép 7900 với cặp loa Evan Heritage này nhá. Chất âm rất tuyệt vời luôn và đang test từ điện thoại thôi. Quý vị muốn cảm nhận được chất âm nó tốt như thế nào thì quý vị nên chọn chế độ HD cũng như đeo tai phone vào để nghe chi tiết khi Xuân Đình đang test nhạc. Và đây thì Xuân Đình cũng chỉ test bằng một chiếc điện thoại rất là bình thường chứ không phải quay qua một cái thiết bị gì cao cấp cả. Và đây thì là hình ảnh của hai cái cặp loa, đó là cặp loa Evan Heritage và cặp loa Bose 363. Sau đây thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết cũng như báo giá cho quý vị luôn. Đầu tiên thì sẽ quay về cái cặp Evan Heritage này. Tem của nó là tem đồng ở phía đằng trước này. Nhìn thì nó thiết kế kiểu dáng thì giống đặc như Pioneer Twin 99 Twin ấy. Nhưng dòng này thì nó lại hay cái là đây là hàng của Mỹ chứ không phải là của Nhật. Và cái bát này thì nó lại giống đặc như những dòng bát của loa Bose. Bát của nó là hai bát 20, gân của nó là gân mút màng giấy rốn vải và một tem đôm. Thùng của nó thì thùng được lạm gỗ phần mặt, mặt được lạm gỗ này, phần nắp này cũng được lạm gỗ này. Hậu thì rất là sâu, cao to. Đây thực sự là một trong những cặp loa chân dài rất là đáng chơi của Mỹ. Chất âm thì rất là tuyệt vời, nhìn thì cực kỳ là sang trọng và dễ ghép về âm ly. Theo như thông số mà Xuân Đình đã tìm hiểu cũng như chia sẻ với anh em thì cái cặp loa này nó có trở kháng là 6 ohm, độ nhạy là 89 decibel, nhưng rất dễ về phối ghép. Xuân Đình thì đang ghép với 7900 này, đánh rất là tuyệt vời rồi. Cặp loa này thì nó có kích thước là chiều cao là 97, chiều ngang 27 và chiều sâu là 34. Hậu của nó anh em có thể thấy hậu sâu đến tận 34 như này thì biết được cái chất âm rất là tuyệt vời rồi. Đây là dòng cây cột thực dạng là loa nén, không có lỗ thông hơi. Nhưng ngược lại thì Xuân Đình bán loa này khá là nhiều, nhưng cái chuyện về lỗ thông hơi hay là không có lỗ thông hơi thì đây là do nhà sản xuất người ta thiết kế ra thôi. Còn những cái cặp loa như này thì chất âm nó cực kỳ là hay, vì nó cao đến tận 97, tức là gần 1 mét rồi. Căng cước thì đẹp xuất sắc luôn nhé. Góc cạnh của loa cũng vậy, đằng trước đằng sau thùng không có bị lở loét gì cả.
Đây là chiếc loa còn lại. Mặt và nắp được làm gỗ cao cấp. Loa thì cực kỳ là nặng, nặng đến tầm gần 30 kg một thùng. Cặp này thuộc trong những dòng loa cây cũng khá là ít trên thị trường. Chất âm rất là hay. À, cái tên của nó là Evan Hegitagu. Đây. 2 bát 20, một tép đôm. Trong này thì các bác chơi tốt để nghe nhạc với những diện tích phòng từ 30 đến 40 m². Chất âm thì cực kỳ là hay. Vì đây là một trong những model rất là nổi tiếng đến từ Mỹ. À, có rất nhiều anh em trên Topic so sánh cái cặp này nó còn hay hơn cả Boss 601 Series 4. Đấy. Tại vì nó cũng cái kiểu bát nó cũng giống đặc như nó Boss luôn. Cũng là gần mút màng giấy màu màu xanh thẫm này, màu gọi màu than đấy. Loa còn nguyên zin toàn bộ. Căng cước đẹp tuyệt vời. Cặp này thì Xuân Đình đang bán với mức giá là 11 triệu 500. Evan Hegitagu mức giá là 11 triệu 500. Tiếp theo nữa thì Xuân Đình sẽ quay cặp bốt. Cặp bốt này là cặp bốt có model là 363. Thì chắc chắn là các bác nào mà chơi những dòng bốt cao cấp thì các bác sẽ biết về cặp này. Cặp này cũng là chuyên để phục vụ cho các bác là nghe nhạc. À, bên ngoài của nó thì nó là một lớp simili bóng ở bên ngoài. Nói chung là nó cũng có một vài vết chảy xước nhỏ nhưng mà gọi là không đáng kể. Tại vì sao? Vì cái simili nó rất là mỏng, nó không phải là dày. Cấu hình của cái cặp này thì nó sẽ là phân khúc hai hai cục riêng biệt. Đây, nhắc ra này anh biết này. À, một chung ở trên, một tép ở dưới. Bên trong này thì nó là một bát úp đất. Và cái hệ thống thông hơi của nó thì nó thiết kế theo là hệ thống thông hơi ma trận, cho nên cái tiếng bát của dòng này rất là sâu. Bát của nó là bát 20 ở bên trong. Dòng này nó quan trọng nhất là cái phần chân đế này. Đây là chân đế zin của nó này. Nếu như mất chân đế này thì cái cặp loa này cũng không có giá trị. Đấy. Được có một chỉ vàng ở giữa này. Tem bốt này. Tem bốt. Góc cạnh của loa còn rất là đẹp. Cặp này thì nó có kích thước là chiều cao là 77, chiều ngang 27 và chiều sâu là 27. À, loa 3 đường tiếng, bát của nó là bát 20 úp đất thùng ma trận. À, một chung một tép. Dòng này thì cũng rất dễ ghép về âm ly, nó có trở kháng là 6 ohm, công suất là 80W một loa. Cặp loa còn rất là đẹp. Nói chung là hôm nay thì Xuân Đình về hai cặp loa này toàn là những cặp loa khá là nhiều tiền tại cửa hàng. Nhưng vẫn là trong phân khúc là những cái dòng loa bình dân. Trên rất nhiều anh em bán những dòng loa cao cấp của Xuân Đình thì chỉ bán những dòng loa và mức giá nó hợp lý cho anh em để sử dụng. Căng cước thì cũng còn nguyên zin. Đây. Tem đầy đủ nha, chỉ vàng nha, tem dập nổi bốt này. Lỗ thông hơi ma trận này. Một tép đôm, một chung. Căng cước cũng còn đầy đủ. Căng của nó là căng vải không nhựa này. Rất đẹp. Tem mác đầy đủ luôn, không có bị rách chỗ nào cả. Cặp này thì nó khá là đắt tiền. Tại cửa Xuân Đỉnh thì đang bán cho anh em với mức giá là 19 triệu 500. Còn đâu là giá thị trường thì nó cũng khá là cao đấy. Nhưng mà những cái dòng này thì không phải là lúc nào nó cũng có sẵn đâu. Nhiều như khi các bác có tiền nhưng chưa chắc đã mua được những cặp loa này. Tại vì nó cũng khá là ít về Việt Nam. Những cặp loa này còn cực kỳ là đẹp, chất âm rất là hay. Mức giá của cặp loa Boss 363 là 19 triệu 500. Rất dễ phối ghép, anh em có thể ghép với những dòng âm ly Pioneer. Thực ra thì với cái tầm tiền này thì chắc chắn là nếu như các bác nào mà có mua thì các bác cũng phải có những chiếc âm ly khủng thôi. Tại vì đây thì Xuân Đình chỉ bán những chiếc âm ly cỏ, nhưng ngược lại thì ghép như vậy để biết được rằng là những cái dòng loa này nó không phải là những dòng loa kén về âm ly. Cho nên nếu bác nào mà có những dòng âm ly đài của Sơn Xui hay những dòng Pioneer khủng khủng thì ghép với những cặp loa này thì rất là tuyệt vời. Nhìn nó cực kỳ là sang trọng. Còn Xuân Đình bán những dòng cỏ thường kia thì ghép vào nó cũng thấy hợp, thì cũng test lên cho anh em thưởng thức. Loa tuyệt đẹp luôn. À, loa chung của nó là gân của nó gân vải, màng của nó cũng là màng giấy. Màng giấy nhưng nó có những cái chấm chấm bóng nhìn rất là đẹp luôn nhé. Nó có ánh kim ấy. Tem bốt bên trong luôn. Và đây thì Xuân Đình sẽ quay sau hai cặp loa này luôn. Đây là cặp loa cây Evan Hegitagu
Tao lại có một cái cầu chì bảo vệ cho nó tép nhé. Cao đến tận 97, sâu 34 và ngang là 27. Thùng lạm gỗ 2 bát 20. Cầu loa âm dương đầy đủ hết, góc cạnh đều còn rất là đẹp. Và đây thì nó là cặp loa Boss. Boss anh còn đang là Boss 363. Dòng này thì nó cũng có loa trái loa phải đầy đủ nhá. Đây anh em nhìn rõ này. Đây là rai. Đấy, bên này nó lép này. Đấy, lép rai. À, nó có trở kháng là 6 ohm. Công suất là 80W. Đây là cái cầu nối tín hiệu, dây của nó là dây zin này. Đây anh em sẽ lắp dây loa vào đây, nó có âm dương sẵn này. Số series của cái loa Boss này là 0201. Sang bên này là 0487. Còn nguyên bụi bãi luôn, nhưng mà loa thì còn khá là đẹp. Cái bên này thì nó chỉ dính tí keo băng dính rồi, do vận chuyển về họ bảo vệ cái cầu loa này họ dính nhiều keo chút. Thì cái này thì trước khi giao cho anh em cho mình sẽ vệ sinh sạch sẽ. Model của nó là Boss 363 quý vị nhé. Cái này thì vì cái mức giá nó đã gần 20 triệu cho nên cũng mong các bác là khi mua loa thì các bác cũng nên tìm hiểu qua thông tin một chút trên thị trường để biết được cái thông tin giá cả cũng như những cái cấu hình về loa để các bác biết được loa còn zin hay không. Còn như tại cửa của Xuân Đình khi bán cho anh em với những tầm tiền này thì tả và bán và tả là chuẩn. Còn nếu như loa có làm lại sửa chữa thì Xuân Đình sẽ tặng cho anh em chứ không bán. Cặp loa Boss 363 đang có mức giá là 19 triệu 500. Vẫn là một cái mức giá rất là dễ chịu cho anh em chơi về dòng loa Boss. Và cặp Evan Higgy Tiger, một trong những dòng cây cột, mức giá là 11 triệu 500. Và như vậy là trong clip buổi tối ngày 24 tháng 6 thì Xuân Đình đã lên cho quý vị hai cái sản phẩm đắt giá nhất tại cửa hàng. Chi tiết cũng như địa chỉ mua hàng, ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại 0395727582. Và tất cả những sản phẩm này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.